Trân Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình tin tổng hợp buổi sáng và bây giờ là 6 giờ 30 giờ California tức là 8 giờ 30 giờ Houston Texas hôm nay là ngày thứ tư ngày 10 tây tháng 11 năm 2021 trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ chúng ta vẫn sẽ đi vào phần tin tức trước rồi mới bước qua phần đọc comment và thảo luận sau đầu tiên hết là tin từ Âu Châu EU Liên hiệp Âu Châu đã lên tiếng cáo buộc Belarus đã có thái độ côn đồ khi để cho những di dân bất hợp pháp xông vào bên biên giới của ba lan tin từ ba lan cho biết là hàng trăm di dân bất hợp pháp trong ngày thứ ba đã xông vào biên giới của ba lan từ belarus nơi mà các hàng rào kém gai đã bị lực lượng của người di dân cắt bỏ và các nhân viên tuần tra biên giới của ba lan đã tìm cách ngăn chặn những người này xâm nhập vào lãnh thổ của liên hiệp âu châu liên hiệp âu châu lên tiếng cam kết là sẽ tăng thêm lệnh cấm vận với belarus và cáo buộc ông tổng thống alexander lukashenko là đã sử dụng thái độ côn đồ trong một vài tháng qua trong việc đối đầu với liên hiệp âu châu để mà đưa tất cả những di dân bất hợp pháp có thể xâm nhập vào belarus và đưa qua băng qua biên giới ở khu vực âu châu ba lan và liên hiệp âu châu cùng với các thành viên khác đã lên tiếng cáo buộc ông belarus à, xin lỗi quý vị ông lukashenko là cố tình để cho những di dân từ afghanistan từ trung đông và từ phi châu đã băng qua biên giới một cách bất hợp pháp vào âu châu để trả đủ việc âu châu đã ban lệnh cấm vận đối với lại belarus sau khi mà cáo buộc belarus có những hành động vi phạm nhân quyền Chế độ Belarus hiện nay à, đang à, tìm cách gọi là tấn công vào biên giới của Ba Lan và một thành viên của EU là một điều không thể chấp nhận được. Đó là lời phát biểu của Tổng thống Ba Lan đã đưa ra trong một à, cuộc họp báo và chúng tôi đã có những cái trại dành cho di dân và ngăn chặn họ đến từ phía Belarus và có khoảng 1.000 người ở bên đó, hầu hết là những người thanh niên trẻ tuổi và những hành động này chúng ta cần phải ngăn chặn cái tình trạng nổi loạn này có thể bùng nổ tại Âu Châu. Hãng thông tấn Reuters báo cáo rằng biên giới của ba lan thì đang có giữ các nhân viên tuần tra biên giới của ba lan đã bắt giữ được một nhóm người kurd ở iraq đã tìm cách gọi là thúc đẩy và xông qua biên giới của ba lan vào chiều ngày hôm thứ ba và các nhân viên của hội hồng thập tự cũng đã có mặt tại gần đó để mà có thể hỗ trợ cho vấn đề y tế cho những người di dân bất hợp pháp và ít nhất là có một phụ nữ già đã không thể bước đi được đây là một trong những cái biến cố mới nhất diễn ra giữa các quốc gia tại âu châu Cùng một lượt thì phía Do Thái lên tiếng cho biết là họ có thể sẽ mở cuộc tấn công vào các cái vị trí nguyên tử của Iran. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng của Do Thái đã lên tiếng cảnh cáo ngày thứ ba là họ sẽ mở cuộc tấn công vào cái khu vực được xem là có cái nhà máy nguyên tử của Iran và việc này đang được duyệt xét. Người đứng đầu là Tổng tham mưu trưởng của Do Thái là Avid Kohavi đã nói với một tờ báo ở tại uh, Do Thái rằng là lực lượng Bộ Quốc phòng đã đồng ý rằng là lực lượng sẵn sàng có những cái uh, chuẩn bị cần thiết và sẵn sàng tấn công vào uh, về phía Iran với những đe dọa về nguyên tử và họ chắc uh, chắc chắn sẽ được chấp thuận bởi cái nghị viện của Do Thái. Vào tháng trước thì chính quyền của Do Thái đã chấp thuận một cái ngân sách lên tới uh, 1.5 tỷ mỹ kim, trong đó thì sẽ dùng để mà chống lại cái chương trình nguyên tử của Iran và ngân sách này chuẩn bị cho vấn đề của quân sự và được xem là một ngân sách ca khổng lồ và trong đó sẽ sử dụng tất cả những loại drone và kể cả những loại chiến đấu cơ à, mở những cuộc tấn công nhắm vào biên giới của nhắm vào khu vực của Iran. Thủ tướng của cho Thái là ông Naftali Bennett đã nói với đại à, cái à, đại hội đồng liên hiệp quốc vào tháng 9 rằng chương trình nguyên tử của Iran đã bắt đầu ta tiếp cận đến gần khu vực mà gọi là chế tạo được bom nguyên tử và điều này chúng tôi sẽ không chấp nhận cho Iran có thể có được vũ khí nguyên tử. Các nỗ lực ngoại giao và cộng đồng quốc tế đã lên tiếng thúc đẩy phía Iran quay trở lại hiệp ước năm 2015 và Iran cho biết là cuộc gặp gỡ của họ với lại phía Hoa Kỳ sẽ diễn ra vào ngày 29 tây tháng 11 sắp tới. Tuy nhiên thì bộ trưởng quốc phòng của Do Thái là Benny Gans nói với lại các thành viên trong cái nghị viện của Do Thái là quốc gia này cần phải thúc đẩy hòa bình và cần thiết là phải ra tay trước nếu như à, à, nếu như mà phía Iran vẫn tiếp tục cái chương trình làm giàu chất uranium và trước khi mọi việc quá rễ trong ngày thứ ba thì ông này lên tiếng cho biết là cái à, kho vũ khí nằm ở phía bắc của Slovina à, đã bị cháy trong vòng à, vài năm trước đây mà bị bắn bởi à, nhóm Hezbollah thì điều này cho thấy rằng chúng ta cần phải đối diện với tất cả những cái à, cuộc tấn công và được hỗ trợ bởi chính quyền Iran và điều này có nghĩa là chúng ta cần phải ngăn chặn tất cả những cái tiềm năng nguy hiểm từ Iran đây là bản tin đầu à, liên quan tới tình hình của Trung Đông. Và cũng liên quan tới tình hình quốc tế ngày hôm nay. Công ty Google phải chi ra 2.8 tỷ Mỹ Kim để mà bồi thường trong cái vấn đề à, vi phạm luật chống độc quyền của Liên Hiệp Âu Châu. Công ty Alphabet là chủ nhân của công ty à, Google đã mất đi cái quyền kháng án và phải trả 2.42 tỷ đồng euro, tức khoảng 2.8 tỷ Mỹ Kim một cái ủy uh, ban đặc trách về chống độc quyền của Liên hiệp Âu châu đã đưa ra vào ngày thứ tư <laughs> và đây được xem là một cái uh, chiến thắng lớn cho người đứng đầu của cái uh, cơ quan chống độc quyền và tạo sự cạnh tranh công bằng của Liên hiệp Âu châu là Margaret Vestager lần đầu tiên trong cái uh, phán quyết của ba phiên tòa đưa ra và uh, cho phía của Liên hiệp Âu châu có khả năng là trừng phạt công ty Big Tech này. Vestager đã lên tiếng cho biết rằng là công ty này bắt đầu từ hồi năm 2017 đã bắt đầu có những cái thuật tính toán của họ để loại trừ các công ty đối thủ ra khỏi cái thị trường của Âu Châu và thị trường Internet. Và việc mà mua bán ở trên mạng online thì công ty Google đã có lợi nhuận tổng cộng là 8.25 tỷ Mỹ Kim khi mà vi phạm lịch luật chống độc quyền của Âu Châu trong uh, tập niên trước và công ty này phải đối diện với tất cả những cái uh, đơn kiện từ các cơ quan công ty ở tại Âu Châu trong việc mà họ sử dụng các thuật tính toán của họ để mà loại trừ các đối thủ. Phán quyết này đã được đưa ra và cho thấy rằng bà Vesager sẽ mạnh mẽ hơn trong việc điều tra những công ty khác bao gồm công ty Amazon, công ty Apple và công ty Facebook. Phán quyết của tòa án tổng uh, Âu Châu cho thấy hành động của Google đã vi phạm trầm trọng và họ phải bồi thường và việc này là việc mà chúng ta cần phải thúc đẩy thêm để giám sát lại tất cả những cái công ty lớn có thể dẫn tới tình trạng độc quyền và sử dụng những cái thuật tính toán và luôn lách những cái luật lệ của Âu Châu để mà tiếp tục trục lợi ở trên cái Internet. Google cho biết là họ sẽ duyệt xét lại cái phán quyết này và sẽ đáp ứng tất cả những cái mặt cái lệnh của Ủy ban đặc trách về chống độc quyền và trong đó sẽ tạo ra cái sân chơi công bằng hơn trên Internet và họ nói rằng nếu như có nộp đơn kháng án thì chưa biết được rằng là quyết định này đã được đưa ra sau cái phiên họp hội đồng quản trị của công ty Alphabet. Đây được xem là một phán quyết khá mạnh mẽ nhắm vào các công ty Big Tech khi sử dụng những thuật tính toán để loại trừ các đối thủ trong thị trường mua bán trên online và trục lợi trong thị trường thị trường mua bán và các đối thủ nhỏ hơn đã không có khả năng cạnh tranh với lại công ty Google. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay, ngay sau khi trở về một cách an toàn thì cả cơ quan NASA và công ty SpaceX đã bắt đầu chuẩn bị cho một cái chuyến du hành mới lên không gian vũ trụ. Công ty riêng của ông Elon Musk là công ty SpaceX vừa và hoàn tất việc đưa các nhà khoa học gia của Hoa Kỳ từ vũ trụ về trái đất sau khi họ hoàn tất sứ mạng trên 6 tháng ở trạm không gian quốc tế. Nay thì công ty SpaceX cho biết họ sẽ bắt đầu khai triển thêm một cái sứa bạn mới để đưa tất cả các cái uh, nhà khoa học gia của NASA cùng với lại những chiếc xe đi ngoài không gian lên trên không gian vũ trụ một lần nữa và lần này sẽ được bắn bởi một cái hỏa uh, tiễn gọi là Falcon 9 rocket vào lúc 9 giờ ba phút giờ PM theo tường trình của cái cơ quan bể phóng về uh, không gian vũ trụ của cơ quan NASA là Kennedy Space Center ở Cape Canaveral ở tại Florida và nếu như mà thành công thì các nhà khoa học của Hoa Kỳ và của Liên hiệp Âu châu sẽ có sẽ đến đó trong vòng 22 giờ và họ sẽ bắt đầu làm việc ở cái trạm không gian quốc tế này cách trái đất khoảng 250 dặm bắt đầu trong cái tiến trình 6 tháng để tiếp tục những công việc của họ. Đây được xem là một cái biến chuyển mới và Hoa Kỳ có vẻ như đã bắt đầu quay trở lại các cái dự án về nghiên cứu không gian sau một thời gian dài bị ngưng động ở dưới triều đại của Obama bắt đầu từ triều đại của tổng thống trump thì à, các cái dự án của nasa đã được khởi động trở lại và qua tới giai đoạn của ông joe biden thì các dự án này vẫn tiếp tục được à, thực hiện đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay trong khi đó trở lại phần tin hoa kỳ một trong những à, nhân vật được xem là quyền lực của đảng dân chủ đã lên tiếng thú nhận rằng đảng dân chủ đã bị thất bại liên tục bởi vì đã không giữ được lời cam kết trong lúc tranh cử một trong những nhân vật à, thơ thúc đẩy việc mà gọi là tái tranh cử cho các thành viên lập pháp của đảng dân chủ tại hạ viện đã lên tiếng và nói rằng chính ông Joe Biden là người dẫn đầu trong việc thất hứa với lại người cử tri và và dẫn đến tình trạng mà đảng dân chủ đã thất bại nặng nề ở trong cái cuộc bầu cử tại Virginia kết quả bầu cử tại Virginia và những nơi khác đã là một sự bân tỉnh chúng ta đã không giữ được cái lời hứa trong lúc cam kết và điều này nó bắt đầu từ ông tổng thống đó là lời phát biểu của dân biểu của đảng dân chủ là son patrick maloney thuộc đảng dân chủ tại new york lãnh đạo của cái quỹ ban đặc trách về tái tranh cử cho các nhà lập pháp đảng dân chủ ở trong năm 2022 đã nói với tờ new york times hầu hầu hết đảng dân chủ <laughs> điều đầu tiên ông ta đã lên tiếng và nói rằng điều đầu tiên mà tất cả các cái cử tri đều mong muốn là sự phục hồi tăng trưởng của kinh tế và chấm dứt đại dịch tuy nhiên tất cả đều đã không diễn ra và chúng ta đã không giữ được lời hứa và tôi đã nhìn thấy được sự chỉ trích rất công bằng từ ở phía cử tri và chúng ta đã không làm đủ vai trò tôi nghĩ rằng tòa bà đốc cần phải làm thêm và tôi không nghĩ rằng ông tổng thống sẽ bước lùi trong chuyện này và chúng ta cần phải làm ngay lập tức đó là lời phát biểu và thú nhận của Maloney ngay sau khi mà đảng dân chủ bị thất bại ở tại Virginia à, việc mà Tranh cử lần này sẽ là rất khó khăn và trong đó thì đảng Dân Chủ đã không còn đủ tự tin để có thể chiếm lại quyền đa số tại khu vực Hạ Viện. Ông Maloney đã lên tiếng cho biết như trên và yêu cầu các thành viên đảng Dân Chủ là phải thay đổi chiến lược tranh cử của mình và tập trung vào những vấn đề mà cử tri quan tâm nhiều hơn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay, bà Loxi, chủ tịch của Hạ Viện đã lên tiếng và cho rằng là các lực lượng quân đội của Hoa Kỳ đã gây ô nhiễm gấp 140 quốc gia cộng lại. Đây là một trong những cái lời lên tiếng của bà Nancy Pelosi bà trong một cái cuộc tranh luận vào ngày hôm qua và trong đó cho thấy rằng các hoạt động của quân đội Hoa Kỳ đã gây ra tình trạng ô nhiễm so với 140 quốc gia cộng lại. Các cố vấn về an ninh quốc gia nói với chúng tôi rằng việc thách thức khí hậu toàn cầu là một cái vấn đề an ninh quốc gia. Bà đã lên tiếng trả lời các thông tín viên ở tại cái hội nghị gọi là À, COP 26 diễn ra tại Glasgow ở Scotland. Chúng tôi thừa nhận rằng là quân đội Hoa Kỳ đang thải ra à, chất à, khí thải gây à, ô nhiễm gấp 140 quốc gia cộng lại à, trong vấn đề khí hậu toàn cầu và họ sử dụng rất nhiều những loại dầu khí, họ sử dụng rất nhiều những cái loại chất thải và thải ra những khí carbon gây ô nhiễm nặng nề. Đây là lời phát biểu của bà Nancy Pelosi ngay tại cái hội nghị này và theo bản tường trình của cái viện nghiên cứu của trường đại học Boston có tên gọi là xin lỗi quý vị trường đại học có tên gọi là Proud University Washington và trong đó thì lực lượng quân đội Hoa Kỳ được xem là lực lượng xảy ra cái khí thải lớn nhất trên thế giới với khoảng 3.685 tấn vuông về khí carbon trong năm 2018 và lực lượng quân sự Hoa Kỳ. bên cạnh đó thì các quốc gia khác như là Thụy Điển, Đan Mạch và Bồ Đào Nha gần như là cái khí thải carbon của họ không bằng cái khí thải carbon của tất cả những cái kỹ nghệ liên quan tới quân sự của Hoa Kỳ. Và trong đó bà Nancy Pelosi cho biết là đảng Dân Chủ đang thúc đẩy cái ngân sách 1.750 tỷ Mỹ Kim trong cái dự tính gọi là Build Back Better của ông Joe Biden hiện nay đang gặp thách thức rất nhiều bởi vì có thể sẽ bị chết ngay trên sàn của Hạ Viện chứ không nói đến Thượng Viện. Và chúng tôi đang tìm cách thúc đẩy lại cái nền kinh tế xanh hơn và sạch sẽ hơn và có nghĩa là 250 tỷ Mỹ Kim Trong cái việc mà đánh thuế vào cái Các ngành năng lượng sẽ được dùng Để phát triển trong tương lai cho những nguồn điện sạch Và điều này có nghĩa là 100 tỷ Mỹ Kim Sẽ được cộng thêm vào việc Mà thúc đẩy các cái ngành à, nông nghiệp Cũng như những cái ngành à, năng lượng sạch Và giảm đi những ngành năng lượng gây ô nhiễm Đây là một trong những lời phát biểu mới nhất Của bà Nancy Pelosi Liên quan tới tình hình gọi là ô nhiễm Trên à, à, toàn thế giới Và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay chính thống đốc đã áp lực các nhà lập pháp là phải thông qua cái ngân sách để mà hỗ trợ cho ngành chất bán dẫn tức là semiconductor một nhóm gồm có các thống đốc của lưỡng đảng à, của chính nhất là chính tiểu bang đã gửi một lá thư ngày thứ tư cho tất cả các nhà lập pháp của hoa kỳ thúc giục họ là phải thông qua một cái dự luật nhằm hỗ trợ cho các công xưởng sản xuất về chất bán dẫn tức là semiconductor để hỗ trợ cho ngành xe hơi. Những thống đốc này bao gồm luôn cả thống đốc của Michigan là bà Gretchen à, Weimer đã lên tiếng kêu gọi quốc hội là thông qua ngân sách 52 tỷ Mỹ Kim nằm trong cái đạo luật gọi là Chip Act trong đó bà sẽ có cái hỗ trợ 2 tỷ Mỹ kim cho những cái ngành chip cũ của ngành kỹ thuật nhằm cung cấp cho kỹ nghệ xe hơi. Và nhóm này bao gồm luôn các thống đốc của các tiểu bang mà có những cái công xưởng sản xuất xe hơi như là Alabama cho biết tình trạng thiếu hụt các cái chip điện tử này đã khiến cho các công ty sản xuất xe hơi đã mất đi khoảng 2.2 triệu chiếc xe và gây ảnh hưởng tới 575.000 việc làm trong kỹ nghệ sản xuất xe hơi và Cả. trước đó thì cái dự luật này đã được thông qua bởi thượng viện vào đầu năm nay với 68 trên 32 trong đó là sẽ hỗ trợ cho việc mà sản xuất chip điện tử ngay tại Hoa Kỳ tuy nhiên thì cái dự luật này vẫn chưa được thông qua tại hạ viện và hiện nay thì chính nhà lập pháp này của xin lỗi quý vị chính thống đốc này bao gồm luôn cả của Illinois, Wisconsin, North Carolina, Kentucky, Pennsylvania, Kansas và California đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay thì bà Bộ trưởng Thương mại cho biết bà đã nói chuyện với các công ty sản xuất chip điện tử về tình trạng mà yêu cầu các công ty này phải cung cấp những dữ liệu của họ. Bộ trưởng Thương mại của Hoa Kỳ là bà Gina Raimondo đã nói với các thông tin viên vào ngày thứ ba là bà đã làm việc và nói chuyện với các lãnh đạo của ngành công xưởng sản xuất chip điện tử à, trong thời gian gần đây khi yêu cầu họ cung cấp tất cả những dữ liệu. Bộ Thương mại Hoa Kỳ cho biết rằng các các công ty sản xuất về semiconductor trên toàn cầu và các công ty xe hơi trong tháng 9 là phải tình nguyện để mà trả lời tất cả những câu hỏi về nguyên liệu cung cấp của họ trước cái thời hạn chót là ngày 8 tây tháng 11 để mà trả lời và ngày hôm qua đã là ngày hạn chót và chúng tôi vẫn chưa có cơ hội để băng để tìm hiểu hết tất cả vấn đề và bà nói rằng nhiều công ty đã chưa có gửi tất cả những cái thông tin yêu cầu của Bộ Thương mại. Bà này bác bỏ cho rằng là phía Trung Quốc đã lên tiếng à, khiếu nại về việc công ty TSMC đã bị áp lực là phải cung cấp tất cả những thông tin này. Một lần nữa tôi nhấn mạnh lại là đây không phải là một cái trò bức hại và cưỡng ép. Đây là một hành động thiện nguyện và đầu à, tình nguyện. Và tất cả các tổng giám đốc đều tình nguyện bao gồm luôn cả TSMC. Và đây là một tờ ý tưởng tốt nhằm gia tăng sự minh bạch trong cái nguồn gốc của các cái nguồn cung cấp. Và trong đó chúng ta sẽ tìm hiểu và có thể giải quyết và đưa ra những giải pháp nếu cần thiết và sự thiếu hụt về cái thông tin liên quan tới ngành chất bán dẫn ở Hoa Kỳ đã dẫn tới tình trạng đe dọa kinh tế và đe dọa an ninh quốc gia bà Raimondo đã lên tiếng cho biết như trên trong khi đó thì phó phát ngôn viên của tòa bạch ốc là John Pierre nói rằng trong thời gian gần đây đã có những cái thỏa thuận đạt được với những công ty với các công ty và trong đó sẽ bao gồm 17 tỷ Mỹ kim trong việc mà tái cấu trúc lại tất cả những bến cảng để có thể nhập cảng tất cả những cái chất bán dẫn tức là semiconductor vào Hoa Kỳ đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và quốc tế ngày hôm nay nhóm nhà lập pháp Hoa Kỳ bất ngờ viếng thăm Đài Loan đã được xác nhận bởi uh, phía của uh, <laughs> xin lỗi quý vị đã được xác nhận bởi phía của Đài Loan và trong đó thì uh, Trung Quốc đã bắt đầu có những hành động đe dọa trực tiếp tới Đài Loan bản tin đầu tiên là việc mà sáu nhà lập pháp của Hoa Kỳ đã bất ngờ ngồi trên một chuyến bay của Hải quân à, viếng thăm đài loan ngày hôm qua chưa được xác nhận tên tuổi tuy nhiên trong một cái cuộc à, à, tiết lộ mới đây nhất vào ngày hôm qua thì à, cho biết rằng sáu cái à, nhà lập pháp này là ngồi trên một chiếc máy bay gọi là C 40E của lực lượng Hải quân Hoa Kỳ đã chở họ đáp xuống phi trường ở đài Bắc từ Philippines theo tường trình của bộ ngoại giao Đài Loan cho biết như trên tuy nhiên bộ ngoại giao Đài Loan lại không cho biết là những người này là ai và trong cái bản tin mới nhất mà tờ báo South China Morning Post tiết lộ thì một trong những người này là thượng nghị sĩ John conny của đảng cộng hòa tại Texas và Tommy Tuberville của đảng cộng hòa tại Alabama ngoài ra thì còn có thêm là thượng nghị sĩ Mike Crapo của đảng cộng hòa tại Indiana và Mike Lee của đảng cộng hòa tại Utah cùng với dân biểu Jack LG của đảng Cộng Hòa tại Texas là nằm trong số 6 nhà lập pháp, các nhà lập pháp đã có mặt trên cái chuyến bay viếng thăm Đài Loan. Ngoài ra còn người thứ sáu thì vẫn chưa biết được tên người này. Và những nhà, nhà lập pháp này đã, đã đến Đài Loan với cái đạo luật đã từng được ban hành dưới chiều đại của tổng thống trump là taiwan deterrence act à, và trong đó thì à, dự luật này cũng sẽ có à, liên quan tới về cái việc tu chính và trong đó sẽ cấp cái tín dụng quân sự cho đài loan lên tới 2 tỷ mỹ kim trong vấn đề tài trợ quân sự cho đài loan và <laughs> đây là cuộc viếng thăm lần thứ hai của các thành viên trong và à, quốc hội của hoa kỳ và trước đó hồi tháng 6 thì à, thượng nghị sĩ tammy duckworth của đảng dân chủ tại illinois à, dan sullivan của đảng cộng hòa tại arkansas Chris Kuhn của đảng cộng hòa của đảng dân chủ tại Delaware đã đã đến viếng thăm cái thành phố đài bắc và đây là lần thứ hai ngay sau khi mà các nhà lập pháp của hoa kỳ có mặt ở tại đài loan thì cộng sản trung quốc đã lên tiếng và set up một cái red line để mà nhắm vào tất cả những cái đe dọa vào đảo quốc đài loan sau khi mà các nhà lập pháp đã có mặt tại đài loan thì ngay lập tức cộng sản trung quốc đã đưa ra một cái đường red line tức là một cái cuộc tuần tra và lực thành lập một cái lực lượng tác chiến ở cái lần tranh đỏ để mà đối phó với tình trạng mà càng lúc càng có nhiều cái à, nhà lập pháp của hoa kỳ đã viếng thăm đài loan và việc viếng thăm này dựa trên đạo luật gọi là taiwan rising act đã được cho phép và washington đã cho phép và cung cấp các cái à, dụng cụ và khí tài quân sự cho đài loan và theo tường trình của các cái à, giới truyền thông của đài loan cho biết thì phía cộng sản trung quốc đã lên tiếng và mạnh mẽ trong ngày hôm nay và họ nói rằng họ sẽ bắt đầu có những cuộc tập trận và theo tường trình của Giới truyền thông Trung Quốc cho biết thì Bộ Chỉ huy miền Đông của Trung Quốc, lực lượng PLA cho biết là họ sẽ có một cuộc tập trận à, và tuần tra ở khu vực Red Line, tức là răng đánh đỏ ngay trên eo biển Đài Loan, nằm đối diện trực tiếp với lại Đài Loan và Trung Quốc. Trung Quốc đe dọa sẽ à, chiếm Đài Loan bằng vũ lực nếu như quốc gia này tiếp tục thúc đẩy độc lập. Và Bộ Ngoại giao, các vị, Bộ Quốc phòng của Đài Loan đã lên tiếng cảnh cáo rằng Trung Quốc có khả năng sẽ đã có cuộc tấn công toàn diện vào Đài Loan và xâm chiếm Đài Loan từ đây cho tới năm 2025. Trong cái đó thì Bộ Quốc phòng của Đài Loan báo cáo rằng PLA đã có hành động vào ngày thứ ba và ít nhất có 6 chiếc chiến đấu cơ của Trung Quốc bao gồm luôn những chiếc J-16 đã xâm nhập vùng nhận dạng phòng không trong ngày 9 Tây và để đối phó lại Đài Loan đã gửi chiến đấu cơ sử dụng hệ thống radar triển khai cái hệ thống xin lỗi khai triển cái hệ thống phòng thủ ở khu vực à, biên giới của Đài Loan và ở trong khu vực bờ biển của Đài Loan để ngăn chặn tất cả các chiếc chiến đấu cơ của PLA. Phía Trung Quốc đã lên tiếng và mạnh mẽ và cho rằng là Hoa Kỳ đừng băng ngang qua làn ranh đỏ để tiếp tục thúc đẩy cho nền độc lập của Đài Loan. Đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Đài Loan và của Trung Quốc trong chuyến viết năm bất ngờ của một số nhà lập pháp của Hoa Kỳ. Và cũng liên quan tới Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay, một cựu kỹ sư của công ty Broadcom đã bị truy tố tội đánh cắp các bí mật về chip điện tử để cung cấp cho một công ty khởi nghiệp ở tại Trung Quốc. Một cựu kỹ sư của công ty Broadcom Incorporation đã bị truy tố tại Hoa Kỳ về tội đánh cắp bí mật thương mại, đặc biệt là ngành chip điện tử dùng cho các cái kỹ nghệ cao cấp cho một cái công ty vừa được khởi nghiệp ở tại Trung Quốc mà ông ta đã làm việc người này có tên là Peter Kishan Kim 50 tuổi vốn là một kỹ sư trưởng ở tại San Jose với lại là đã từng làm việc với lại công ty Broadcom và đã làm việc hơn 20 năm tại đây và ông ta đã rời khỏi công ty này vào tháng 7 năm 2020 theo cái bản cáo trạng được đưa ra vào ngày thứ ba và 10 ngày sau đó ông ta đã làm việc trong vai trò là chỉ huy trưởng của một công ty startup tức là một công ty khởi nghiệp tại trung quốc để mà bắt đầu uh, tìm kiếm để lãnh đạo trong cái ngành sản xuất và thiết kế chip điện tử cho cái thị trường nội địa của trung quốc theo tường trình bản cáo trạng và công ty này đã được gọi tên trên tòa là company one tức là họ không nêu tên công ty này đây là công ty khởi nghiệp tại trung quốc và trong vòng uh, uh, Chính tháng tới thì ông Kim sẽ được báo cáo là sẽ sử dụng tất cả những bí mật của công ty Broadcom để cung cấp cho cái ông chủ mới, tức là công ty khởi nghiệp này, theo tường trình bản cáo trạng của công tố viên Hoa Kỳ. Ông này đã không nhận tội trong ngày thứ ba với tổng cộng 18 cái cáo trạng nhắm vào ông ta về việc đánh cắp bí mật thương mại và phải đối diện với 10 năm tù cho mỗi một cáo trạng nếu như ông ta bị kết tội. Đây được xem là một trong những nỗ lực mới nhất của Hoa Kỳ nhằm ngăn chặn việc đánh cắp các cái uh, kỹ thuật và các cái công thức và các cái bí mật thương mại của và kỹ thuật của Hoa Kỳ từ Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Và bên cạnh đó thì uh, ngay sau khi mà phía của uh, các nhà lập pháp của hoa kỳ đã có chuyến viếng thăm đến à, à, đài loan thì cựu thủ tướng của nhật bản là ông abe à, shizu abe cũng đang dự tính là sẽ viếng thăm đảo quốc đài loan bản tin từ thái cho biết là cựu thủ tướng của Nhật Bản là ông Shizo Abe đang dự tính là sẽ viếng thăm Đài Loan vào năm tới và trong đó thì ông sẽ gần như là làm việc chung với lại thủ tướng đương nhiệm là ông Kishida Fumio và bộ trưởng đặc trách về đối ngoại của Nhật Bản là Hashi Yoshimasa theo tường trình của tờ Nikkei ngày hôm nay. Ông Kishida Đặc biệt là bà đã à, đặc biệt là bà Hasaji là Bộ trưởng ngoại giao đã mô tả về người nguyên Bộ trưởng ngoại giao, tức là người đã tạm thời nắm chức ngoại giao đang dẫn đầu trong cái việc mà đối phó với Trung Quốc trong vấn đề mà bức hại Đài Loan. Và theo tường trình của tờ Daily Shisho cho biết thì à, chuyến viếng thăm này có thể sẽ diễn ra cùng với lại Bộ trưởng Quốc phòng hiện nay là ông Kishino Nobuo một trong những à, người em của ông à, Shizu AB và hiện vẫn chưa biết được là cái chuyến của ông à, Shizu Abe đến Đài Loan sẽ diễn ra vào ngày nào Tuy nhiên thì ông đã từng đến à, viếng Tâm đảo Quốc này từ năm 2010 à, và trong đó thì à, ông đã gặp gỡ với lại là nhân vật đối lập là bà Thái Văn thời điểm đó chưa phải là tổng thống của Đài Loan và ông AB lẫn Hasaji sẽ có những cái nhìn à, liên can tới cái chính sách khác biệt đối với Trung Quốc và họ sẽ trở thành một trong những đối thủ trong cái cuộc chính trị nội địa. Tuy nhiên thì cả hai cũng sẽ viếng tâm đảo quốc Đài Loan để mà có những cái cuộc gọi là thắt chặt các mối quan hệ giữa Đài Loan và của Trung Quốc. À, xin lỗi quý vị, giữa Đài Loan và của Nhật Bản. Và cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay thừa nhận rằng đang có những cái tai tiếng và đảng Cộng sản đang tìm cách gây ảnh hưởng trong cái cơ chế của Liên Hiệp Quốc hoa kỳ tuyên bố là sẽ quay trở lại trong cái cơ quan đặc trách về giáo dục của liên hiệp quốc bản tin mới nhất cho biết là ngay sau khi mà gia nhập lại một số những cái cơ quan của liên hiệp quốc vào năm à, vốn đã rời khỏi vào năm ngoái chính quyền của Joe Biden nói rằng ông ta và các đồng minh sẽ quay trở lại và tranh đấu trong cái những cái cơ quan nằm trong Liên Hợp Quốc để chống lại sự gọi là gây ảnh hưởng của Trung Quốc bốn năm trước thì chính quyền của Tổng thống Trump và chính quyền do do Thái cho biết là họ đã rời khỏi các cái cơ quan của Liên Hợp Quốc gồm có United Nations Education, Science and Cultural Organization đây là cái tên nguyên văn và chúng ta thường gọi tắt cái chữ này là UNESCO cáo buộc rằng đã có chủ nghĩa bài do thái và tình trạng tham nhũng ở trong cái cơ quan này gây ra rất nhiều những lo ngại tuy nhiên nay bất kể những cái lời à, cáo buộc về có những cái tư tưởng cực đoan ở trong cơ quan này và kể cả việc tham nhũng thì chính quyền của châu tuyên bố rằng sẽ quay trở lại cái cơ quan unesco để đối phó với tầm ảnh hưởng của trung quốc đang tìm cách gọi là thống trị cơ quan này và chính quyền của châu và do thái cho biết họ sẵn sàng sẽ xem xét về việc quay trở lại cơ quan này đây được xem là một trong những cái phản ứng mới nhất của chính quyền châu trước tình trạng mà cơ quan liên hợp quốc đang bị thao túng rất là nhiều bởi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc và trong đó đặc biệt là nhiều cái cơ nhiều cái đơn vị nằm trong đơn Liên quốc gồm có UNESCO, à Ủy ban nhân quyền của Liên hiệp quốc, à, chương trình à, thực phẩm thế giới của Liên hiệp quốc và một số những cơ quan khác đều bị xâm nhập bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sử dụng cái à, quyền lực của họ để thao túng những lá phiếu ở trong các cái ủy ban và các cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Và chính quyền quyền bên cho biết là việc quay trở lại này là một giá trị cần thiết để đối phó với tất cả những cái tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Molly, một trong những người đang làm việc trong cái uh, tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc ở Geneva cho biết là trước đây chính quyền của ông Bush đã, đã tìm cách ngăn chặn sự ảnh hưởng của Trung Quốc trong cơ quan UNESCO. Tuy nhiên, nó đã bị bỏ rơi dưới thời của Obama, dẫn tới tình trạng mà tham nhũng và ảnh hưởng của Trung Quốc khá nhiều ở trong cái cơ quan này và do đó thì ông Trump đã quyết định rời khỏi vào trong cái nhiệm kỳ của ông. Nhưng nay thì chính quyền của Joe Biden tuyên bố là sẽ quay trở lại với cái à, à, quay trở lại với cái à, à, Mục tiêu là ngăn chặn sự ảnh hưởng của Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và của Trung Quốc và cuối cùng cũng liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Trung Quốc sẽ trừng phạt những công dân nào mà đặt câu hỏi liên quan tới vấn đề lịch sử. Một cái luật sẽ được à, có hiệu lực vào tháng 3 sắp tới sẽ trừng phạt bất kỳ một công dân Trung Quốc nào mà đặt câu hỏi hay chỉ trích phê bình về cái lịch sử của Trung Quốc mà trong đó đặc biệt là cái giai đoạn đảng cộng sản cầm quyền tại Trung Quốc. giữa lúc mà đảng cộng sản đang thành lập một cái luật à, trước đây vào năm 2018, à, xin lỗi quý vị 2018 là biến những cái tội chỉ trích về lịch sử hay là có những câu hỏi liên quan tới lịch sử trở thành tội hình sự và bắt đầu nó có sự thay đổi và bắt đầu có hiệu lực. Ít nhất 15 người đã bị trừng phạt trong cái à, việc mà vi phạm cái đạo luật này theo báo cáo của tờ New York Times và kể cả tờ New York Post và trong đó thì bây giờ Tập Cận Bình trong cái việc mà thống nhất quyền lực này và buộc tất cả mọi người phải đi theo cái định hướng lịch sử mà Cộng sản mong muốn. Trong đó là tuyên truyền khá nhiều cho chủ nghĩa Cộng sản tại Trung Quốc. Và trong đó thì cơ quan đặc trách về không gian mạng của Trung Quốc cũng đã bắt đầu quan sát trên Internet và trong đó họ sẽ có những hành động trừng phạt và truy tố tội hình sự đối với những công dân nào được xem là vi phạm về cái việc mà gọi là xúc phạm lịch sử trong đó là đặt câu hỏi về tình trạng mà cộng sản Trung Quốc đã từng tuyên truyền khá nhiều và Gordon Chen, một trong những tác giả của cuốn sách có tên gọi là The Coming Collapse of China, tức là cơn sụp đổ sắp diễn ra tại trung quốc cho biết là tôi nghĩ rằng tập cận bình sẽ không thành công trong việc mà chuyển đổi à, trung quốc tất cả quay trở lại cái chế độ độc tài toàn trị như dưới thời của mao trạch đông và đây là một cái chế độ gọi là bán độc tài tàn trị trong đó là sẽ hình sự hóa rất nhiều những cái à, à, lời phát biểu tự do ngôn luận và trong đó đảng cộng sản gần như là đang tìm cách kiểm duyệt lại tư tưởng của mọi người ông chen chỉ ra cho thấy trung quốc đã bắt đầu có những cái hành động à, à, trên cái ngành giáo dục và định hướng giáo dục buộc phải lăng xê và phải à, ca ngợi chủ nghĩa cộng sản và trong đó Điều này nó đã từng xảy ra năm 1984 dưới thời của ông Đặng Tiểu Bình và nó buộc tất cả người dân Trung Quốc là phải trung thành và phải yêu thương đảng Cộng sản. Đây là lời khẳng định của ông. Và điều này rõ ràng Trung Quốc đang đi vào cái bước mà Bắc Hàn đang thực hiện. Tức là buộc tất cả các công dân phải đi theo một hướng, theo cái sự chỉ định của đảng Cộng sản. Kể cả vấn đề lịch sử đó là bản tin liên quan tới tình hình của Trung Quốc ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin thời sự sáng ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều cho bản tin thời sự này và cho vòng một giây trước khi mà chúng ta bước qua cái phần đọc comment và thảo luận